Việt Đức VTV xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay gồm những tin chính sau đây. Trước hết xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự cứu trợ ngay cho những người Việt Nam đang gặp khó khăn ở nước Đức. Quý vị và các bạn, trong bối cảnh tình hình đại dịch virus corona đang lây lan trên khắp toàn cầu, trong đấy của nước Đức, thì cộng đồng người Việt Nam của tại Cộng hòa Liên bang Đức đã chung tay góp sức để ủng hộ cùng với lại chính phủ và nhân dân Đức trong thời gian vừa qua để chống COVID-19. Thưa nhà báo Huy Thắng, ông làm báo như thế nào vào trong năm thứ hai của đại dịch? Những khó khăn lớn nhất, những câu chuyện ấn tượng nhất để chia sẻ. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, ông cảm nhận niềm vui nghề nghiệp như thế nào? Vâng, có lẽ là mọi người cũng đã biết là tình hình đại dịch virus corona đã lan tràn trên thế giới. Trong đấy, nước Đức có những ngày mà tới trên 30.000 người bị lây nhiễm trong một ngày. Và nước Đức đã không chỉ có phong tỏa mà còn lại phanh khẩn cấp. Nhà báo làm thế nào để có thông tin? Vậy thì đấy là một cái điều là rất khó khăn. Và chúng tôi cũng phải chấp hành cái quy định như vậy khi mà tiếp xúc để lấy tin tức. Nhưng mà dù khó khăn như thế nào thì nhà báo chúng tôi vẫn phải tiếp xúc để có những thông tin, để chuyển đến những thông tin mới nhất cho bà con cộng đồng, đặc biệt là tình hình đại dịch virus corona trong cộng đồng của người Việt Nam sống ở tại của nước Đức. Vì như vậy, chúng tôi phải dùng các, đấy là điện thoại, đấy là Facebook, đấy là Viber. Vấn đề thứ hai là trong trường hợp mà rất cần thiết thì chúng tôi sẽ xuất hiện tại ở những cái nơi mà ở công cộng. Nhưng mà cái nơi công cộng ấy thì chúng tôi phải đứng cách xa để dùng thiết bị kỹ thuật của mình để ghi lại cái hình ảnh mà ở những cái nơi, thí dụ như ở trung tâm thương mại Đồng Xuân, ở những cái chỗ mà người ta bán những cửa hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, để chúng tôi ghi cái hình ảnh mà cộng đồng của người Việt Nam ta, dù trong cái bối cảnh mà đại dịch như vậy thì cộng đồng người Việt Nam ta vẫn sống, vẫn làm việc và vẫn có những cái hoạt động, mặc dù cái số lượng thì nó giảm đi rất nhiều, nhưng mà chúng tôi vẫn phải duy trì những cái điều đấy để thấy rằng cái không khí của cộng đồng của người Việt Nam sống ở tại nước Đức vẫn là sống động. Cái ấn tượng mà đối với chúng tôi ấy là khi mà chúng tôi tiếp xúc với lại một người bị COVID-19 bằng cách là chúng tôi phải đứng xa để ghi lại hình, và người ta đeo khẩu trang, người ta đeo kính để không lộ diện họ là ai. Và cái hình ảnh mà chúng tôi cần phải thu được đấy là họ nói với chuyện với chúng tôi. Và cái tiếng nói của họ chúng tôi phải ghi được để phát lên cái kênh truyền hình Việt Đức, để mọi người có thể nghe được là cái trải nghiệm mà cái người bị COVID-19 nó khó khăn như thế nào, nó chiến đấu ra làm sao giữa cái sống và cái chết. Và cái thông tin ấy trong vòng chỉ khoảng độ hơn một ngày thôi đã có tới 34.000 người họ truy cập vào để mà biết được đấy là cái tình hình của một gia đình có tới 5 người bị COVID-19, họ chiến đấu như thế nào và họ dùng cái phương pháp nào để hồi phục lại sức khỏe. Và từ cái thông tin ấy thì sau này thì có những cái người họ bị COVID thì họ lại gọi điện cho chúng tôi biết rằng là em vừa bị COVID xong, em có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình để cho bà con, để cho mọi người có thể tránh khỏi cái COVID-19 như thế nào. Và một điều nữa chúng tôi thấy là như thế này, có những người bị COVID-19 họ không có hiện tượng, và khi bác sĩ đến rồi thì người ta kiểm tra thấy rằng là anh rất nguy hiểm rồi, cái lượng oxy ở trong phổi đã dưới 8-10 và cái chỉ số đấy là cấp cứu đến nơi. Nhưng mà có khi cái người bệnh nhân đấy họ vẫn chưa cảm thấy, họ chỉ thấy khó khè, hơi khó thở một tí thôi, họ cho rằng là giống như cái cảm cúm bình thường, chưa có gì cả. Nhưng khi vào đến bệnh viện rồi thì họ mới biết rằng là cái lá phổi của mình đã bị COVID-19 tàn phá một cách khủng khiếp. Và như vậy sau khi họ khỏi xong thì họ chia sẻ với chúng tôi kể cả những cái hình ảnh mà họ đã được chụp ở trên phim, họ chuyển đến chúng tôi để chúng tôi chuyển để cảnh báo cho bà con cộng đồng rằng là phải đề phòng, để tránh xa, làm thế nào hạn chế đến mức thấp nhất để không được lây nhiễm COVID-19. Và vấn đề một cái điều nữa mà chúng tôi muốn nói là ngay trong COVID này thì có rất nhiều cái hình ảnh, những cái hình ảnh của bà con cộng đồng của chúng ta, những cái tấm lòng của bà con cộng đồng chúng ta quyên góp ủng hộ để giúp đỡ cho những cái người mà gặp khó khăn. Trong đấy có hơn 1.000 người Việt Nam họ chưa đầy đủ những cái điều kiện làm ăn, và trong cái thời kỳ mà COVID thì lại gặp khó khăn về đời sống, nhất là trong cái dịp Tết vừa qua.
Và vì vậy thì hội từ thiện Sen Vàng ở Berlin cũng như là hội thiện nguyện do chị Cù Thúy Nga khởi xướng chẳng hạn thì đã quyên góp hàng chục ngàn euro và đã tổ chức phát quà hàng nghìn suất quà. Tôi rất nhớ là trong cái hình ảnh là hôm ấy là khoảng 28 Tết thì đầu tiên chuẩn bị chỉ có 350 suất, xong cuối cùng 500 suất và cuối cùng gần 1.000 suất quà vẫn không đủ để cho những người gặp khó khăn. Mà chị em, anh em của Hội Từ Thiện Sen Vàng phát quà ở dưới trời mưa tuyết. Thì trong bối cảnh ấy thì nhà báo phải cũng đứng dưới trời mưa tuyết để làm cái phóng sự. Và cái phóng sự ấy chúng tôi được truyền trực tiếp. Và có những người là họ đã được xem cái video mà chúng tôi phát ngay tại chỗ như vậy. Thì họ vội vàng đã đến để nhận quà, để có cái quà để ăn Tết. Cái hình ảnh ấy có thể nói là rơi nước mắt. Và ngay Hội Từ Thiện Sen Vàng chẳng hạn, thì khi hết hàng rồi, đứng giữa mọi người đứng nhìn nhau, hết hàng không còn hàng nữa. Trong khi đó cái hàng người mà người ta xếp hàng dài để chờ cái quà Tết người vẫn còn dài. Cuối cùng là quyết định của anh Hà Nam Trung và chị Dương Bích Ngọc là về mở kho. Không biết là cái hàng ấy bao nhiêu tiền gì cả, mở kho ra, lấy ra, đóng gói và phát quà cho bà con để có bà con có cái Tết. Có thể nói là cái hình ảnh mà chúng tôi đã ghi được những hình ảnh hết sức xúc động, hay là những cái hình ảnh mà trong đại dịch thì người ta rất sợ, người Đức rất sợ, họ không dám ra đường. Thì bà con ta, người Việt Nam lại hô hào nhau để quyên góp, để may khẩu trang, để ủng hộ cho các trại dưỡng lão, trung tâm y tế để họ có khẩu trang. Bởi vì khẩu trang lúc bấy giờ là vàng. Và trong cái bối cảnh như vậy thì có những cộng đồng như chị Hà chẳng hạn mang tới 14 thùng khẩu trang, 12 thùng là găng tay để tặng quà cho những cái tổ chức y tế của Đức. Có thể nói cái hình ảnh mà bà con ta là cùng đồng tâm góp sức với lại nhân dân Đức để chống dịch Covid-19. Hình ảnh ấy thì báo chí chúng tôi không để sót và đưa ngay lập tức để khuấy động cái phong trào là toàn bộ cộng đồng người Việt Nam của chúng ta là chung tay góp sức cùng với nhân dân Đức, cùng với chính phủ Đức để đánh bại Covid-19. Với cái hình ảnh như vậy, có thể nói như thế này. Mặc dù nếu kể từ ngày tôi làm báo cho đến nay thì đã hơn 40 năm trong nghề làm báo. Kể từ lúc mà tôi nghỉ hưu đi thì lại càng tích cực làm báo hơn. Bởi vì mình mang cái công sức của mình, kinh nghiệm của mình để giúp đỡ cho bà con bằng cái thông tin mà chúng tôi cập nhật để chuyển đến những cái thông tin cho mọi người. Và mọi người cảm nhận rằng cái thông tin của chúng tôi là thực sự nó là cái nguồn thông tin chính thống. Vì thế cho nên là chúng tôi làm báo không có lương, không có phụ cấp. Nhưng có thể nói không một ngày nào chúng tôi không làm tin và truyền tin, phát tin và viết báo để truyền đến cho mọi người. Cái niềm vui của chúng tôi đấy chính là cái niềm hạnh phúc của mọi người. Mọi người cảm thấy nhận được cái thông tin của chúng tôi, mọi người có cái niềm vui, niềm hạnh phúc và họ nhận được cái thông tin đấy chính là cái niềm cảm thấy hạnh phúc nhất của những người làm báo. Và chúng tôi tự nguyện làm những cái điều đấy. Và cũng xin lỗi quý vị các bạn, có nhiều lúc tôi vừa tường thuật mà không chỉ đeo một khẩu trang, đeo hai lần khẩu trang để chính bảo đảm cho mình. Và có lẽ cũng vì vậy nên cái tiếng mà để phát lên nó cũng biến khác đi. Có nhiều người nghe bảo tôi không nhận ra tiếng của anh Thắng nữa. Nhưng mà sau đấy thì biết à, cái cách nói, giọng nói như vậy họ đã nhận ra đấy chính là nhà báo Huy Thắng. Và tin của nhà báo Huy Thắng thực sự là những tin bổ ích và giúp ích cho những bà con cộng đồng. Những thông tin liên quan đến dịch COVID-19 luôn có một vị trí nổi bật trên trang chủ. Vậy tại các quốc gia mà các vị khách mời đang định cư, thì những thông tin liên quan đến dịch bệnh như thế nào được bà con quan tâm theo dõi? Vâng ạ, chúng tôi thấy như thế này. Qua các cái bạn khách mời của các báo chí cộng đồng của các nước mà kiều bào đang sinh sống thì có lẽ ở bên Đức cũng như vậy. Cái thông tin đầu tiên mà buổi sáng đấy là thông tin về Covid-19, tình hình Covid-19. Bao giờ chúng tôi cũng đặt đấy là những cái tin hàng đầu và chúng tôi phải đưa tin cho bà con để biết được là cái tình hình hiện nay, tình hình dịch bệnh nó phát triển như thế nào. Và từ đấy để bà con ta có vẻ cách để mà phòng chống. Và đặc biệt nữa là chúng tôi bám rất chặt với một bác sĩ tên là Mai Thi. Bác sĩ có một cái phòng khám chuyên môn giúp cho cộng đồng người Việt Nam. Chúng tôi cập nhật những cái buổi khám của bác sĩ
và nhà báo Huy Thắng cũng đến và cũng test COVID-19 ở đấy như bình thường để mình được có kinh nghiệm là thế nào là test COVID-19. Và ngay cả trong quá trình test nhanh chẳng hạn thì tôi đi vào từ cái lúc mà vào đến nơi người ta làm thủ tục giấy tờ, cập nhật thông tin cho đến lúc test COVID-19, cho lúc ra thì test xong cái mình tường thuật tại chỗ ngay là tôi vừa mới test ngay xong và sau 20-30 phút nhận được cái kết quả là test nhanh. Và từ kết quả này thì có thể được phép đến các cửa hàng, đến các cái nơi mua bán và mua sắm hoặc là làm các cái dụng cụ chăm sóc sắc đẹp vân vân. Cái kết quả đấy có thể nói là rất hữu hiệu đối với bà con cộng đồng của người Việt. Khách mời có thể chia sẻ về câu chuyện ấn tượng của bà con kiều bào trong mùa dịch được lan tỏa nhờ báo chí cộng đồng. Lắp ra thôi. Vâng ạ, thưa quý vị các bạn và truyền hình Việt Đức VTV tại Cộng hòa Liên bang Đức thì chúng tôi phát tin vào mùa đông là lúc 8 giờ tối. Đến việc mùa hè thì chúng tôi bắt đầu phát tin vào lúc 21 giờ để bà con đã đi làm về. Và có nhiều người họ nói với tôi rằng họ chỉ chờ đến cái tin mà chúng tôi phát thì họ muốn là họ là cái người đầu tiên nhất để vào cái trang đấy để cập nhật thông tin. Và từ thông tin của họ, họ đã chuyển tiếp đến cho cái mọi người khác để biết rằng là tình hình của ngày hôm nay, tình hình đại dịch virus corona nó đến đâu, tình hình thế giới như thế nào, những cái gì biến động trên thế giới họ muốn lan tỏa, muốn lan truyền từ những cái bản tin của chúng tôi.